Hiện tại bây giờ là Duy đang có một cái hành trình bắt đầu đi từ đây là đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, mình đến là Củ Chi. Thì cái Củ Chi cái chỗ này nó có cái địa chỉ là tỉnh lộ 8, xã Bình Mỹ, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh á. Chà, tỉnh lộ 8 này không biết số nhà mấy luôn. Rồi ok, mình đến đây có gì mình gọi khách. Rồi, Duy mời quý vị và các bạn cùng đi với Duy nha. Cái đơn hàng này mình chạy hơi nặng các bạn, kinh khủng luôn. Ba cái thùng này là nó nặng kiếp, kinh lắm. Rồi thôi, mời các bạn đi nha. Beep, 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 beep.
còn tên gọi là đường Xuyên Á, hay là ngày xưa gọi là hay là quốc lộ 22. Trung Chánh này các bạn ơi. Thank you.
rồi. Ghê bà ơi. Ấp 8 Củ Chi đi đường Tân Nữ Vương, đúng rồi. Đường Di đang đi gọi là đường Bà Triệu. Như đằng trước cắm không chi hả mấy anh? Sao kỳ vậy ta? Vậy cái đường đằng trước nó vô đường Trần Hiếu Dương người ta không cho đi hả chị? Đi dòng đường nào chị? Lý Thường Kiệt là chỗ nào chị? Chỗ ra. Vậy hả? Vậy rồi rồi. Vậy vậy à.
Lý Thường Kiệt. Cái này là thị trấn Hóc Môn bạn ơi, huyện Hóc Môn.
cũng còn sạch, không đến nỗi bị ô nhiễm. Nhưng mà người dân càng ngày càng ở đông thì cũng phải tới cái sự ô nhiễm thôi.
cắt nước với mệt. Mệt quá bạn ơi. Alo, em phải ở tỉnh lộ 8 xã Bình Mỹ, Củ Chi không em? Bây giờ anh hỏi em cái đường đi anh đi về có đúng không? Anh đi từ Hóc Môn qua đó, thầy qua đường Tân Lữ Dương, rồi có nó chỉ qua đường Đỗ Văn Chạy. Bây giờ anh đang đi trên đường Bến Thang, đi về đúng không? Cầu gì em? Bây giờ anh đang đi trên đường Bến Thang nè. Cái cầu có tên gì em? Em có thể cho anh biết cái cầu có tên gì không? Để anh hỏi anh thôi.
Cái cậu tên gì? Ủa trời ơi, sao em ở đâu mà cái cầu đó em không biết tên, anh cũng chết rồi. Cái cầu đó là cầu gì? Em phải ở ấp 8 xã Bình Mỹ của Củ Chi không? Thì đúng rồi, bây giờ anh đang đi con đường Bến Hang qua đó vậy đúng không? Đúng không? Rồi rồi, anh đang đi trên đường Bến Hang á, còn khoảng 5 km nữa tới á. Chú đường này lên ấp 8 xã Bình Mỹ Củ Chi được phải không chú? Cái đường này đi lên ấp 8 xã Bình Mỹ Củ Chi được phải không chú? Dạ. Mà sao Google không chỉ đi đường này ta? Dạ. Nó đi đường Bến Thang để gọi đi để sao Bến Thang rồi tới tỉnh à nè, tới tỉnh lộ 8 nè. Tỉnh lộ 8 quẹo vô nè. Đúng rồi đúng rồi. Rồi cảm ơn chú. Các bạn ơi, đa số cái người dân người ta sống ở đây là không phải người địa phương. Chỉ là còn là dân ở đâu lại mà